chứ là khi xong là nhưng mà cái vùng nó sạch sạch nữa. Đây. Ngon không? Ngon. Ngon mà thấy mấy điều đẹp. Vẹo rồi đây mà vô hình nó không thấy được chữ đâu á. Hết tên tôi chưa? Hết tên tôi chưa? Lên lên tầng 3 bấm luôn. Còn lâu lắm đó. Lâu. Chắc người xem họ sợ bóng tối lắm. Ngài tưởng yến hai đó hai tối. Nó bằng cùi.
Trời nó trơn quá. Khi mà quay vô cặp loa nó mà bầm thịt nữa thôi y bè luôn. View mới cao á. Có khi hot lên nhờ bầm khóc bầm thịt nữa không á. Ôi cha mẹ ơi, cái ngón nó đơ luôn. Đó, đó. Ráng ráng thả lỏng cái miệng này. Đừng nói cô đi, thả lỏng miệng, đừng có căng răng.